Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em một buổi tối cũng như xem video vui vẻ nha mọi người ơi. Và hiện tại này đây là đang trên buổi trực tiếp livestream. Thì video này Khải sẽ làm ngắn lại, Khải up trên kênh cho những anh em nào mà chưa xem thì có thể xem lại nha mọi người. Và buổi tối ngày hôm nay thì Khải sẽ show cái buổi An Event. Thì Khải sẽ bắt đầu, như Khải nói thì Khải sẽ bắt đầu FP1. Thì sau khi An Event em thấy đẹp trai đẹp gái chưa? Đó, quá đẹp luôn, có dòng sáng này nọ các kiểu luôn. Và cắn được càng khôn thì hiện tại Khải cũng đã trở lại với Thí Yên kỹ năng 4 có 4 cấp nha nè. Đó. Thì như thế này tí nữa thì Khải đánh thống kim anh em xem. Nói chung là đánh trận 21 cũng như là 23 giờ thì trận nào cũng auto top rồi. Đây. Không nói tầm xàm nữa đây. Khải ép phi văn anh em xem nha. Trước khi ép thì Khải đã chuẩn bị đầy đủ rồi. 1000 xu này. 1000 điểm này. Rồi giữ 3 thủy tinh mỗi loại này. Một cục tinh hồng và 1000 vạn. Rồi ok, trước khi ép thì Khải sẽ cần một con chiếu dạ vĩnh viễn nha mọi người. Con chiếu dạ này hôm qua Khải mới mua trên livestream là 4 kim nguyên bảo. Thì bây giờ Khải ép luôn. Lấy con sẽ tối ra đợi sẵn luôn, không lại đi bộ. Trời ơi, chưa ép mà biết đi bộ rồi. Vãi nồi. Cánh may mắn vào nữa anh nè. Ok, cánh luôn. Cánh may mắn đúng không? Khải sẽ cánh một một cái cục đâu rồi? Đây. May mắn đây. May mắn này. May mắn này. Rồi, quá tử may mắn này. Ok chưa? Ok chưa man. Rồi, cắt tiền cho các bạn. Đó, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu anh em. Rồi ngựa a, thiếu rồi ngựa. Đây. Rồi ngựa đây. Ok, đúng chưa? Đây. Bây giờ thì Khải sẽ bắt đầu thường hóa phi dân nha mọi người. Ở video trước anh em đã xem video đầu tiên ép phi dân của Khải thì Khải cũng bay hết hơn mười mấy kim anh em. Mười mấy kim mà bị thất bại. Và video đó thì cũng được rất rất nhiều anh em ủng hộ. Và anh em bảo Khải là ép tiếp bắt hai đi. Lỡ đâu nó có đi thì đi luôn cả hai con. Đó. Anh em có nói vậy thì ok thì múc thôi anh em. Hôm nay thì cũng đã chủ động mua ngựa này nọ đầy đủ các kiểu đa điểm rồi. Nhưng tính cho anh em xem. Con ngựa này 4 kim. Đó. Rồi cái này là từ thiếu 4 kim rồi đúng không? 4 kim giữ 1000 xu là 5 kim. Cho anh em tính lần này ép thử bao nhiêu kim cho anh em xem nha. Lần này thì con ngựa nó hơi rẻ một tí. Đây. Đó thấy chưa? 4 kim đúng chưa? Con ngựa này 4 kim này. Rồi, 1000 xu là 5 kim. Giữ lại 1000 điểm này là 6 kim. 6 kim rồi đúng không? 1000 vạn này là 2 kim. Là hết 8 kim. Là hết 8 kim. Hết 8 kim rồi, những cái cục tinh hồng này nọ này. Rồi ngựa thì được tặng rồi. Rồi ngựa được tặng không nói rồi nha anh em. Rồi ngựa được tặng không nói rồi nha. Rồi 4 cục này thì 500 xu. Thì đúng ra cái lần bắt 2 này ép thì nó sẽ rẻ hơn bắt 1 anh em. Bắt 1 phải ép tốn 11 kim lận. Tại vì lúc đó con ngựa đến 6 kim lận anh em. Còn tầm này ngựa có 4 kim thôi. Nên là tính sơ sơ thì ép bắt 2 lần này thuần hóa phi dân bắt 2 thì Khải tốn 8 kim rưỡi. Thì tính ra hiện tại server này con phi dân hiện tại bây giờ người ta bán là 25 đến 30 kim. Tùy theo người bán 25 đến 30 kim. Nếu mà lần này Khải thất bại nữa thì Khải sẽ bay khoảng tầm 20 kim anh em. Khải sẽ mất khoảng 20 kim, chọn gói 20 kim luôn. Là bằng khoảng tầm 3/4 con phi dân này. Nói chung là nếu mà xịt nữa là coi như Khải toan, mất hết 3/4 con phi dân. Là bắt này cũng như chắc chắn là bắt cuối cùng là Khải không ép phi dân nữa rồi. Còn nếu mà nên, nếu con này nó lên phi dân nha. Nếu con này lên phi dân thì Khải sẽ ép con phi dân lên tối phiến khám tất cả cho ok nha anh em. Nói chung là Khải cũng ức con phi dân quá cả xưa nay rồi mà không biết ép được hay không. Thì anh em cùng theo dõi thử nha. Mang xích thố vào cho biết có ngựa. Ok ok, nó hay. Đầu hôm trước đi ngựa chán quá. Trước đi ngựa nó cho xịt nè. Đúng rồi, mình mang ngựa vào cho nó biết có ngựa rồi cho nó thành công nè. Chứ nó bảo mình không có ngựa nó cho mình túc nữa luôn. Rồi ok. Bây giờ thì trước khi ép thì Khải sẽ kích vào. Đổi thần mã thuật. Đó. Dùng 3 thủy tinh và 1 tinh hồng. Ok, vô. Đọc thần chú đổi ngựa chứ không cho ngựa. Đổi ngựa phi dân. Cho em phi dân anh ơi. Đọc thần chú đổi ngựa phi dân. Ok. Ok, rồi sau khi ép xong thì nó có vật liệu như thế này. Rồi bây giờ thì Khải sẽ bỏ nguyên liệu vào ép nha anh em. Nâng cấp vi dân. Lâu lắm rồi chưa ép luôn em. Đây là bát 2 nha. Hôm trước xịt một lần rồi. Hôm nay thì mong sao thành công cái cho nó vui vẻ một tí nè. Độ xịt hoài hơi chán. Rồi ok. Khải sẽ bỏ thường ngựa. Bỏ vô bên trong luôn nha. Đúng không? Rồi ok. 1 2 3 gì vậy? Xin vui lòng chỉ đặt vào
một người chứ dạ, ngoài ra không phẩm gì cả. À rồi ok ok. À đâu. Đó ok, pha vừa rồi là báo đặt một người chiếu dạ anh em. Đồ pha này vừa rồi mình cũng hơi không để ý tại vì hồi xưa mình ép rồi mình không nhớ nè. Ok, nó kêu là chỉ bỏ một con chiếu dạ thôi anh em, chỉ bỏ một chiếu dạ thôi anh em. Umbalasi bua. Đầu xanh. Mất hết luôn. Thôi xong. Mất hết luôn. Tám kim ra đi. Tôn. Không thể nào lên phi dân được. Hai phát rồi anh em. Quá nhỏ hôm nay là ra đường khá là nhiều anh em. Anh em xem này. Thật đáng tiếc Khải Ngáo nâng cấp ngựa phi dân không thành công. Cơ hội thành công đã được tăng lên. Xin quý nhân sĩ ép ngựa. Trời đậu ép liên tục. Tè le bông bí rồi anh em. Đậu xanh. Thôi xong. Tôn. Không ra luôn. Vãi lọ luôn. Quá nhỏ luôn anh em. Đồ thiệt xưa giờ anh em không biết anh em chơi server nào. Anh em có biết tại có ông nào livestream hay là ông nào đen hơn mình nữa. Ông xin comment dưới chân này luôn. Không hiểu luôn anh em. Đồ cỡ nào cũng đen thiệt anh em. Đồ mình dính cái tên luôn rồi. Khải nhỏ Khải đen luôn. Quá đen luôn. Không lên là không lên. Thua luôn anh em. Con xếp thố này là con xếp thố Khải tất cả 2. Vừa rồi Khải Nghĩa Vinh ra anh em. Khải tất cả 2 và hạn sử dụng 1 tháng. Khải Nghĩa Vinh ra nha mọi người. Chung là quá đen anh em. Mắt đen luôn. Không còn gì để mình nói nữa rồi. Em thấy không? Trời ơi, độ lần 2 của tôi. Thua luôn rồi. Đổi qua Khải sốc lò đi bác. Hello mùi cù, hello anh em nha. Trời, hello Cường Nghiễn. Nhỏ dưới trời. Quá đen luôn em thiệt. Anh em Khải ép lần này lần 2 rồi mà vẫn không lên được. Vẫn không đem được. Ép ngựa bằng 3 lần mua. Đúng rồi, nếu ép lần 3 là thành 3 lần rồi. Nhưng mà lần này thì Khải nói rồi em. Khải lên bắt 2 rồi. Nếu mà muốn ép nữa thì Khải đợi nó rẻ rẻ. Rẻ rẻ một tí nữa Khải sẽ bắt bầu lên bắt 3. Còn nó không rẻ thì Khải không ép. Dạ thôi. Nếu mà nó không rẻ nha, ít nhất là con chiếu dạ bệnh viện nó rẻ lại thì Khải sẽ mua, Khải sẽ ép. Đó ví dụ vậy. Hoặc là cái gì đó Khải sẽ ép tiếp cho anh em xem. Còn không thì thiệt anh em thì Khải bóp tay này. Nói chung là quá đen rồi anh em ơi. Quá đen quá nhỏ rồi. Không thể nào lên được con ngựa. Thua rồi. Một kim giao dịch. Một kim giao dịch ép tiếp. Đó, tầm này ngựa rẻ rồi. Nên là một kim giao dịch ép tiếp. Đó. Đồ, quá nhỏ luôn em. Anh em vừa rồi thì khá là nhiều anh em hỏi set đồ Khả đây. Khả cho anh em xem set đồ. Set đồ Khả thì chủ lực vẫn là một áo nhu tình. Khi anh em cũng có một cấp. Đó. Và thì Khải cũng rất là đầu tư chịu sắm cái phi phong kỹ năng một cấp nữa là được 2 cấp. Với lại cái càng khôn trên đầu là Khải được 4 cấp kỹ năng nha nè. Đó. Hiện tại thì Khải cho anh em xem. Đó. 4 cấp kỹ năng. Tầm này 4 cấp kỹ năng là gọi là cao nè. Nếu mà lên được một cái nhẫn kim quang kỹ năng một cấp nữa sẽ được 5 và được một dòng băng chủ nữa sẽ được 6. Mà lúc đó thì hơi căng tại vì dòng băng chủ hơi khó. Còn cái nhẫn kim quang thì cũng hơi khó tại vì băng mình đi phong ngân độ không đánh nổi mấy băng kia. Đúng rồi, muốn làm content cho anh em xem thì Khải phải đi một số vốn rất là nhiều tiền anh em. Anh em xem thấy vậy chứ tiền là Khải cũng nạp vào rồi Khải làm cho anh em xem chứ đâu phải đơn giản ép đâu anh em. Anh em có thấy không? Có ai mà đầu tư ép Evan rồi cũng như là chơi mạnh đẩy ép phi văn rồi cho anh em xem những cái content đâu. Những cái content này nói chung là một cái video này á Khải tốn là thường là bèo lắm là 700.000 đến 1 triệu VND đồng anh em. 700.000 đến 1 triệu VND đồng á. Rồi thì set đồ Khả nha, quay lại set đồ nha, quay lại set đồ Khả đang vẫn sử dụng là 80 chón. Đó. Cái kit này thì Khải có hóng binh ra rồi, Khải cũng mới mua anh em, Khải hóng binh ép sáng nhưng đâu anh em xem nữa. Đó, cái kit này vừa mua 2 kim là ép phát sáng hết 8 kim nữa là Khải hết khoảng tầm 10 kim cái kit này, là khoảng 700.000. Nó phát sáng màu vàng anh em không? Nó thì như cũ rồi, áo thì như cũ rồi, giá trị thì như cũ rồi, bao tay như cũ này. Đai lưng có mới thêm tí là đai lưng Khải mua thêm đợt lưng nội lực cao với cái vũ khí, hai cái món này nội lực cao. Rồi nhẫn như cũ này. Nhẫn như cũ này. Server đã xuất hiện bí kíp 120 rồi nha anh em. Bí kíp và cũng như đại thành 120 rồi nha anh em. Anh Vinh có nha. Nhưng mà lúc nãy Khải cũng đen quá. Khải Anh Vinh không có gì luôn. Quá đen. Khải đang nghiên cứu sắm đủ bộ anh em ơi. Khải đang nghiên cứu sắm đủ bộ ăn ban nhưng mà tầm này chưa ra. Nên là thôi. Nói chung là anh em xem video bắt 2 hóm phi văn ngày hôm nay thì Khải toàn khoảng gần 8 kim 5. 8 kim 5 thì so với giá trị hiện tại 8 kim 5, 8 kim 5 xu. Thì nhân cho này thì nó còn tốn khoảng 600.000. Khải tốn khoảng 600.000 để ra video cho anh em xem đấy. Nói chung là Khải mong sao anh em cứ xem video, ủng hộ Khải một like, một chia sẻ. Và cũng như anh em nào mà chưa xem, chưa đăng ký kênh thì anh em nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thì đỡ có thể theo dõi những buổi livestream cũng như những cái video Khải up ngắn lên cho anh em xem, ủng hộ nha anh em. Nói chung là kênh Khải vẫn muốn làm một gì đó mới lạ cho anh em xem. Hết lệnh bài boss xong đến hóng binh rồi đến ép người này nọ, rất là nhiều cái chiêu trò của server ép làm này nọ cho anh em xem, cũng như là Khải là người trải nghiệm,
cũng như là khả người trải nghiệm cho anh em xem và cái tỷ lệ như thế nào ra sao đó. Còn anh em cảm thấy thích, anh em có thể vào anh em đọc như khả thôi, đó là chuyện bình thường thôi. Tại vì có rất là nhiều người ép lên mà mình ép không lên, nó nghiệt là cái chỗ đó anh em. Có rất là nhiều người ép lên mà mình cứ đụng vô mình xịt, đụng vô mình xịt, nên anh em cứ hỏi, cứ bảo mình là nhỏ, khải đen, khải mắt đen, thiệt luôn quá đen. Thôi nói chung là cảm ơn anh em đã theo dõi video, thì ủng hộ Khải cứ một like chia sẻ mạnh nha anh em ơi.